Ok, mời lên em. Tối nay thì tôi lại tiếp tục một con game chủ đề ngoài vũ trụ tiếp. Game này có tên là Stardust. Cái tên nghe khá là đơn giản vậy đó. Nó không có ý nghĩa gì cả. Phát âm cho. Stardust. Stardust. Đây dép mà live stream luôn cái giai đoạn làm việc của mình đó. Cái này là Visual Studio. Màn hình là 21:9 luôn nha. Cái tỷ lệ rất là độc đáo luôn. Đây, Dev đang làm việc trực tiếp bên trên con game này luôn. Thì game này vẫn đang giai đoạn early access thôi, nên công việc còn rất là dài. Ngoài ra thì cái mà chủ mục tiêu của Dev á, rất là lâu dài luôn, nên cái bản early access này sẽ kéo dài 2 đến 3 năm, một cái khoảng thời gian rất là dài nha. Đây, chúng ta coi qua trailer của game. Thì anh em mà biết mấy con như game như là Game World rồi chẳng hạn, Factorio rồi á, game mà dạng khai mỏ thì quản lý xây dựng góc nhìn thẳng từ trên xuống như thế này nè, thì có thể là sẽ thích con game này đó. Đây, chúng ta vẫn xây dựng và quản lý một cái tàu vũ trụ bị đổ vỡ ở ngoài hành tinh. Đây, ghi bui lại con tàu của mình. Game này thì coi bộ là thấy hơi đau đầu rồi đó, nhưng mà không biết nó có phức tạp và chi tiết đến mức như con Game World không. Trời ơi, cái ngày công nghệ là nhìn thấy cũng là hơi bị thốn nha. Không biết là cái đoạn này là trong cái bản Early Access này hay là trong bản hoàn chỉnh luôn. Chứ Early Access mà chi tiết như thế này rồi ra tới bản hoàn chỉnh nó còn đau đầu hơn nữa. Đây, nếu như anh em muốn thử qua con Game World thì nó đây. Vẫn là một con game cực kỳ đau đầu. Game này thì tôi chơi cũng mới mà gia long thôi, chưa có gì nhiều. Nói chung là làm quen cho biết thời gian chơi với game này. Game này thì nó cũng là thuộc độ phức tạp, nó hơi bị kinh khủng. Em có thể quản lý công nhân, nhưng con này thì tôi không biết nó có giống nhiều không. Đây, đại ca diệt chủ đây. Thanh niên cũng hơi bị nghiện con mà Game World đó. Đây, vui lòng chỉ mua game nếu bạn muốn hỗ trợ cho cái nhà phát hành và nếu bạn vui khi mà chơi thưởng thức cái trò chơi ở giai đoạn này. Tức là đẹp, nói thẳng luôn là cái bản Early Access này nó còn thiếu sót rất là nhiều á, nên thực sự yêu thích con game mà hãy mua. Giá game thì cũng không có rẻ nha, khoảng 300 mấy. Tôi thì cũng được đẹp tài trợ kia thôi, chứ tiền đâu mua mấy con game như thế này. Đánh giá tích cực rất nhiều. Game này là nhìn là thấy cái độ phức tạp nó lên một tầm cao, quá cao rồi. Nhưng mà anh em nào thích thể loại xây dựng quản lý mà chơi đi chơi lại hoài không ngán á thì hãy thử qua game này. Dù vậy là game đã được hơn gần 1.000 lượt đánh giá tích cực rồi nha. Con số này rất là cao luôn nha. Chỉ mới khoảng là một năm mấy thôi, năm một hai tháng thôi mà như thế này là thành công rồi. Để coi trước đó Dev có con game nào nữa không. Đây, trước đó thì Dev cũng có một vài con game, nhưng mà đây vẫn là cái dự án lớn nhất của anh ấy này. Mấy game trước thì chủ yếu là vẫn là phát hành đa nền tảng nha. Game mà phát hành đa nền tảng là thấy đầu tư dữ lắm đó. Thế nào, Windows, Mac OS và Steam luôn nè. Có Windows này thì có thể nó có trên Xbox. Nhưng hầu hết là mấy cái dự án vài năm trước, riêng con game này là đầu tư rất nhiều tâm huyết vô. Nhà phát hành thì cũng vậy luôn, thử phát hành game luôn quá. Game này sao rồi đố quê như này à? Mê chơi buôn thì con game này tôi cũng biết rồi. Hai bên dàn trận bêm nhau cũng khá là thú vị á. Fast chat. Game này thì tôi cũng có rồi, mà chưa có chơi lần nào hết. Teula Nexus thì cũng mới ra gần đây thôi. Đây là cái bản của con dòng game Teula luôn, thấy gì á. Game này thì mua xong rồi chưng đến giờ vẫn chưa có chơi nữa. Vẫn là một con game thẻ bài. Sao mà gần đây đổ que gì nè. Để tôi coi góp trách gì mới trong con game này không. Mà sao gần đây nó đổ que đổ quét rồi. Gần đây thì nó ra một cái DLC mới.
gọi là cái DLC nữ hoàng gì đó, đối tác thôi. Update 1.2, 1.3 rồi đó. Nhưng mà sao đánh giá lại trái chiều như thế này? Tôi muốn hoàn tiền của tôi. Xeno với cái bando Bagarok đâu chưa? Vì bây giờ con game mà mở lên thì nó dính vô cái Bagarok hay gì rồi. Tao tôi kiếp mà. Ok. Có gì mới mốt thử game này sẽ làm như này. Thực ra người ta dùng Steam á, cái quan trọng nhất là cái tính nhanh gọn và lẹ của nó. Tức là anh em mở Steam lên nè, bấm cái là vô game luôn, không có phiền tối hà khắc gì hết. Steam nó cũng hoạt động nhanh và khá mượt mà, nên bây giờ qua cái launcher thứ ba người ta rất là ghét. Game này chưa gì mà ra một đống DLC gì đó hả trời. Mới ra mắt đây à, 2 năm rưỡi rồi. Gần đây tự nhiên là họ update vô mấy cái đánh giá này toàn là gần đây thôi nha, nên mới đổ quét gì đó. Thì cơ bản vẫn không ai chơi chất lượng con game, mà chủ yếu chơi cái phần mà nhét thêm cái launcher thôi. Game ta đớt luôn rồi rồi. Cái gì load core game, load hình ảnh, load cái bộ nhớ đệm hình ảnh, đang nén lại cái bộ dữ liệu đó. Cái lần load kế tiếp thì nó sẽ nhanh hơn. Con máy của tôi nó già cỗi rồi, thêm cái ổ cứng yếu đuối nữa. Anh em nhìn FPS nó đã không? 345, 345. Rồi sau 35 giây thì mọi thứ đã sẵn sàng. Đây là cái chế độ tự động báo lỗi thôi, tức là giai đoạn vẫn đang early upset đó, nên sẽ cung cấp thêm thông tin cho dev. Sọc PC mà nó vẫn chạy như thế này đó. Đó, mượt mà là như thế này chứ. Plugin Windows không có rung lắc màn hình nha. Con chỏ sáng, hiệu ứng cái nền không gian, ok. Đèn sáng mấy cái này là mấy cái gì đó. UIK nhắc nhỏ lên tí. Bạn ơn chỉ có thể chỉnh cái này trong lúc đang chơi mà thôi. Không có Việt Nam rồi. Đóng góp vào cái dịch thuật là sao ta? Bấm thử đây. À đây, anh em nào mà muốn ủng hộ cái dịch thuật của Dev á, có thể lên thẳng cái trang GitHub của họ luôn. Xong rồi bấm vô đây. Mình sẽ tải được một cái file là di xanh nè, hoặc là những cái file tài liệu đó, tải về mình có thể dịch xong rồi gửi lên đóng góp cho họ ở đây. 15 giờ trước thì Ukraine fix update file gì cái thứ. Anh em nào Việt Nam mình muốn ủng hộ game này có thể làm cái cách này cũng được. Mod 2 trên 2 là sao? À, người ta có thể dịch thuật qua cái mod này. Tutorial thứ hai. Đây là con tàu của chúng ta, nhìn hoành tráng phết đó chứ. Chào mừng đến với ta đất nè. Cái hướng dẫn này sẽ hướng dẫn mình cách điều khiển con tàu. Ồ, có thể di chuyển được nữa nha. Nào,
tiếp phần mềm đúng rồi ta. Hướng dẫn này thì nhấn có thể di chuyển cái này ra xung quanh, mình có thể vào setting chỉnh GUI là cái nãy nó bắt mình trong game đó nét. Nếu mình gặp cái sự cố gì hoặc báo lỗi gì thì nhấn Ctrl F1 để báo cáo. Ok, di chuyển đúp ASD chuột giữa và chuột phải. Chuột phải thì nó nhanh hơn, đúp ASD thì nó có độ delay. Hai nút này là hai nút gì trời, thôi chắc xài chuột giữa thôi. Ok, điều khiển thời gian 123 với nút cách. Ok, chọn cái vật thể thì nó sẽ hiện ra cái viền màu xanh. Đây là cái bảng thông tin dữ liệu mà bất cứ cái gì của cái vật thể nào bên đây khi mình lắp vô nhất vô cái vật thể. Mỗi cái vật thể thì sẽ có rất nhiều cái thành phần khác nhau như thế này. Khi mà mình đúp vào nhiều cái vật thể thì nó sẽ show danh sách cái vật thể khác là sao. Rồi ok, nó có thể nhóm cái vật thể là với nhau. Đây là cái quản lý cái phần thiết bị. Nên ghi mod. Đà, để làm gì đó. Làm sao? Trong cái bảng này nó hiển thị là cái đường đường dẫn đến nè, dữ liệu và cái cách điều khiển khác nhau cho đối tượng của mình nè. Nhìn vào điện kết nối là cái dòng điện này thôi. Tám cái là kết nối vô đây nè. Đây, tìm cái thành phần Energy Mod, nhấp vào nó để tiếp tục. Bỏ đây. Quy hoặc chuột phải. Rồi, ok. Trời ơi, nhìn nó nhiều khủng khiếp luôn. Cái này là cái Git Tool Menu. Game này hướng dẫn xong là lòi mắt rồi đó. Những công cụ đang chọn này nó sẽ màu vàng. Cái này là cái bản kế hoạch, cái trên là cái bản vẽ bản thiết kế của mình, cái dưới là bản kế hoạch. Nhưng mà kế hoạch là làm cái gì mới được. Còn cái này là quản lý nhiều nhiệm vụ gọi là đa, đa nhiệm gì đó. Cái này là những cái kết nối với nhau, thường là mấy cái kết nối nào mình ghi vô đây thì xem những cái gì nó đang kết nối với nhau nè. Mình thấy dùng phím E. Đưa ghe chuột lên nhấn nghe nó cũng được. Rồi ok hiểu.
Nhấn X để phá hủy công trình. Rồi bây giờ nhấn Z là để sửa chữa công trình. Nhấn F. Kéo hay là đẩy lên sao? Ra lệnh cho các. Đây là F là sẽ đưa cái vật liệu hay cái ống này. Nếu có thể thì cái ống nó sẽ kết nối với nhiều ống nữa. Đưa cái ví dụ làm thử mới biết được chứ. Copy thì công trình hả? Công cụ này sẽ copy cái cài đặt của cái lựa chọn vào Factor Mode. Copy là lúc nào ta? Nút C hả? Quy à, nút V. Thôi phức tạp quá, nét bui bui thì có những cái công trình mình đã bui gần đây. Này là cái menu phụ của cái menu chính, mình còn phải bui cục pin. Nhấn G để xây. Hết. Bây giờ kết nối với nó. Từ đây, kết nối vô đây được không? Nối đóng băng thì sẽ kết nối gần với cái wall socket 32B. Là cái quái nào? Làm sao? Quanh socket 32 gạch 8. Biết cái đó là cái nào? Rồi có điện hay gì nè. Rồi ok. Cái connect này thì có thể link kết nối hoặc là bỏ kết nối với cái teleport. Cái teleport thì chỉ có một chiều thôi, mình có thể kết nối A đến B và B đến A. Vẫn không hiểu cho lắm. A đến B rồi B đến A tức là làm sao? Còn cái tê tê phọt là cái quái gì nữa? Còn cái này hả? À,
Nó chỉ một chiều thôi. Bây giờ là từ B đến A nè, từ A đến B nữa nè. Cái này xài điện bên đây. Nó có hình cái nhãn là cái gì? Khi mà dọn tự do thì nhấn chuột trái vào connect, kéo hở cái đường đó. Bây giờ để ý đến cái bảng oxy trên này. Nhấn nút chép để sửa chữa. Đây là oxy mình bị gò gỉ ra đây phải không? Mình bây giờ phải hủy cái vật thể nó hướng dẫn mình hủy đây. Hốc 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thon control để giữ nhiều cái. Thon control lít vào cái đó để giữ. Thôi chết rồi, làm sao để nó hiện lại? Rồi ok, thêm xóa cái thanh hốc 3. Cái này tốt nhất để mặc định đi, hướng dẫn gì bắn cái đó. Nút tab để tìm kiếm mấy cái này. Nếu bôi, ví dụ thì mình muốn bôi cái là bộ sạc này. Thì gõ vào, cha. Bây giờ là cái thanh lớp phủ trên này. Nó có phím nhanh là F1 đến F10. F1 này là hệ thống điện, F2 hệ thống oxy, F3 nhiệt độ, F4 vẫn là oxy rồi sao? À cái này là thường bo trắng oxy. F5. F5 là cái thường trắng nhiệt. F6. Đây, những cái thứ mà giữ oxy ở bên trong cái vùng quán không đó. Đây là những khu mà cái dân cư của mình sẽ di chuyển đến đây. Nói chung là cái dạng như cái mật độ giao thông á. Kế hoạch này thì chắc là các bạn xếp hạng ưu tiên thôi. Cái này là cái phương hướng di chuyển, chỗ nào dễ đi, chỗ nào khó đi. Còn cái này là phân dùng các phòng. Cái này là cái gì giờ biết. Mà nhức đầu quá, chưa chơi game nữa tôi thấy nhức đầu rồi. Mới có phần nửa hướng dẫn thôi nha. Phần nửa hướng dẫn của cái mà điều khiển thôi đó. Tức là chúng ta chưa được khoảng 5 10% hướng dẫn nữa. Đây là cái phụ gọi để cho coi gọi hết rồi. Cái gì nữa đây? Đây là những cái tài nguyên của mình. Đây là cái thống kê chi phí chi tiêu nữa trời. Cài đặt cái máy đào và nâng cấp nó lên cái bộ hệ thống máy tính nó thì có thể kiếm tiền. Cái chữ số tiền trong game này không phải là cái tiền thực thụ thôi, bộ đảo ảo chứ, bộ mà máy đào á chỉ là cái thông số ảo thôi. Từ chối trách nhiệm về tiền tệ trong game đó nhé. Trời ơi nhìn đau cái đầu quá. Này cái nhiệm vụ đây, cái pha đeo đít này là cái cục này, nơi mà tất cả các mà tài nguyên vật liệu của mình cũng như các bản thiết kế bản vẽ nó nằm trong đây. Cái này cho mình vào cái chợ, còn cái này là những cái quét.
cái hình mũi tiêu này là cái hỗ trợ cho mình, hướng dẫn cho mình nên làm những gì, gợi ý á. Cái này là kiến thức cơ bản. Như là về Gobo làm việc nè, dân cư con người nè, động vật nè, thú nuôi nè, và tất cả các con vật khác có thể. Nói chung cái này là quản lý cư dân. Cái này là có quét mình có thể nhận được ở thời điểm hiện tại hả? À, những cái công việc đang làm. Này, sự kiện nhật ký dạng ghi lại hồi nãy mình làm cái gì đó. Trời ơi. Cái này coi anh em nhìn nè, một khúc này, khúc này, khúc này, khúc này, khúc trên giữa. Thêm cái chữ quy nữa Đây là nơi để tìm những cái xem gốc đặc biệt là cây nghiên cứu nào. Nhấn T để xem cái cây nghiên cứu rồi ok. Nhấn M để xem các ngôi sao. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đây phải không? Ba xích. Ui, ui dành dành cho. Nó đặt tên con tàu vậy luôn rồi. Codex là lúc nào vậy? Control. Đó, nó sẽ hướng dẫn mình tất tần tật tất cả mọi thứ. Chết là nút tìm kiếm, nút tab. Trời ơi, bên đây hệ thống không điều khiển nữa. Report boot. Cái đầu tiên là cái hệ thống an ninh. Cái hai hệ thống chiến đấu. Cái thứ ba là hệ thống điều khiển con tàu, giống cái máy gung mà trong mấy phim Nhật Bản quá vậy. Đó, đào mỏ nè. Trang trí. Cái này là cái vô cái quản lý cây xanh gì đó. Tìm được cái hành tinh có sự sống á, mình sẽ đăng ký ở đây. Rồi bên này là những cái sự kiện nó nằm đâu vậy ta? Nhật ký sự kiện thì nó sẽ hiển thị ngay đây. Xong cái phần tutorial của Witchui. Trong cái hướng dẫn đầu tiên, tiếp theo là hướng dẫn điện nghiên cứu di chuyển con tàu, di chuyển tài nguyên và nâng cao. Đây là cái hệ thống điện đây. Bấm vô con tàu. Chúng ta đớt thì cái mà tiềm thức của mình nó nằm bên trong cái con tàu này. Mấy cái công nhân Gobo này này nó kết nối với hệ thống điện trên con tàu này. Rồi ok. Đây mình có thể sử dụng phím F1. Mình sẽ xem được tất tần tật mọi thứ trong đây luôn. Bây giờ hãy bôi một cái nói đến thiết quỷ. Nhấn quy chọn cái tool menu. Bây giờ bôi cái điện nào. À, cái điện này là nó có những cái này. Xong bây giờ nhấn vào cái này. Nó chưa có kết nối với cái nút nào cả. Mình chưa thể kết nối thì mình không thể điều khiển được nó. Mình sẽ thấy cái nút ở trên cái bảng này. Bây giờ chọn vào cái git. Đây. Không có chọn cái này nữa. Nhấn chuột phải vào chế độ tự do.
nhấn Q vô cái tool menu, click chích đây, chọn cái connector, đặt nó ngay đây. Rồi bây giờ connect kết nối với con tàu rồi, tất cả các connect thì sẽ đi từ cái bộ mà xử lý của con tàu đi ra. Nhấn Q vô cái tool menu hoặc là nhấn E. Khoan khoan, bây giờ đèn sàn nó vẫn phải được kết nối điện luôn. Bây giờ đợi nó tải lên tí. Đây nó sẽ tiêu tốn nguyên liệu khi mình hoạt động. Nguyên liệu này thì cần những cái mà miếng thép. Chắc đây là cái tài nguyên nó phổ biến như là than hay đá gì thôi. Cái này là hệ thống quản lý điện, trời ơi nó phức tạp. Overlay. Thôi ơi. Bây giờ mình sẽ xây cái sàn kết nối với bên đó. Nên mà xây cái sàn nào, cái sàn này hả? Robo này nó bay ra được ngoài vũ trụ thoải mái nè. Sao không xây này mà xây cái lẻ không vậy? Trời, chơi mà xây mà bổ khúc nữa ha. Xây mấy đường, xây hai đường không hay là một đường? Mình kết nối điện từ cái connect này qua cái connect này, lại từ cái connect này nó phủ sóng vào đây. Cái này là cái gì? Cái này là cái chạm sạc thôi. Những cái con gobo của mình khi mà hoạt động á, nó sẽ cần phải có bảo trì, thì xây cái này để bảo trì cho nó. Quy nè, magic nè, chạm sửa chữa nó nè. Vậy là cái chạm sạc với chạm sửa chữa nó phải nằm kế bên. Quét cả hai thiết bị kết nối vô đây.
có cái vấn đề với cái này. Điện bây giờ đã bị quá tải. Cho em cái thông tin chi tiết tại sao nó lại quá tải. Xem cái bảng tiêu thụ. Cái này nó tiêu thụ với 500 kW lận. Nên tắt nó đi. Rồi ok. Đau đầu quá anh em ơi. Cái thứ ba, nghiên cứu. Nghiên cứu này 50 cái hả? Cái này là cái tài nguyên cần để nghiên cứu thôi. Cái này là cấp bậc nghiên cứu. Mình thì phải đạt cái cấp bậc đủ thì mới mở được mấy cái này. Đây số lượng đĩa cần thiết để nghiên cứu cái này. Cái đĩa là cái gì? Rồi cái tài nguyên bên đây là cái gì nữa? Cái này tài nguyên đặc biệt, còn cái bên kia là đĩa. Cái này thì nghiên cứu thì sẽ đạt được cái này, mở khóa ra cho mình. Bookmark là để đánh dấu. Đó, mình đánh dấu nó thì nó sẽ hiển thị ở đâu đó ở đây, đúng không? Đây, bookmark nó nằm ở đây. Nó sẽ hiện ra cái này. Có đủ nguyên liệu đâu mà nghiên cứu. Đây là những cái tài nguyên của mình đang có nè. À cái này là 3 xích nè, là 4 cái, nâng cao công nghệ là 2 cái. Còn cái này đĩa trống là 30. Còn cái ngôi sao là cái gì thì chả biết. À cái thanh này là những cái đĩa trống của mình. 2ZB nha. Là dạng như anh em muốn tải game thì phải coi cái phần dùng ổ cứng của mình á. Đây là những cái tài nguyên mình đang có. Đây là cái bút mắt với xét đã rồi, có rồi. Bây giờ bui cái hệ thống data load của nó, nhấn quy, full menu. Computing. Computing. Nhấn chuột phải trở về cái đó, nhấn F. Robot thì nó sẽ tự động làm việc, hoặc là mình nhấn F để cho nó làm. Đây là bác đang cái nghiên cứu đang sẵn sàng là hai, mình có thể mở khóa công trình là cái sàn. Đây là những cái chi phí của mình thôi. 3 xích. 3 xích là một lượng unit nhỏ có thể sử dụng để nghiên cứu. Nó có thể được buôn bán ở cái cửa hàng data loader này bằng cách sử dụng nó. Ok. Data load nó nằm trong cái computer. Sẽ nói đây.
Giờ tiếp tục nhấn connect. Bây giờ vô phải điều chỉnh cho nó coi nó sản xuất cái gì. Sản xuất cái này. Rồi bây giờ mở kênh nghiên cứu lên, bắt đầu chọn cái nghiên cứu. Mình sẽ nghiên cứu nấu ăn. Đây, nó là sản phẩm ăn uống. Mình chọn cái này. Nó tiêu tốn hai cái đĩa. Đĩa của mình là 32x32 nên phải xây thêm. Đây, xây thêm cái bộ chứa đĩa nằm ở đây. Tiếp tục kết nối nó vô cái điện. Sau khi có cái đó rồi thì nhấn nét thu nhập data, bây giờ sử dụng để nghiên cứu cái đó. Đó, mình xây thêm 8 cái nữa thì nó lên 40 nè. Rồi xong hướng dẫn. Như cứ ngựa sim hoa nhé. Con game này đọc cái hướng dẫn tiếc ngon. Bây giờ thì bắt đầu mình tập vô là di chuyển ba cái tình huống này đó. Để đây đây. Di chuyển từng phần của nó, bấm vô cái này. Khoan 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 là sao? Cái này dạng như cái mỏ neo vậy, nó hóc vô này hai thằng kéo lại. Bây giờ hãy thử qua hang này. Nhấn vô này, bấm view in. Xong rồi hóc trên xuống. Nó bị kẹt cái vật thể này. Phải di cái này ra rồi tiếp tục kéo nó lại. Bây giờ tiếp tục là thử với cái thằng ba. Kéo này vô. Cái thằng nhỏ thì sẽ đi qua bên cái thằng lớn. Rồi như cái thằng này là thằng nào lớn, thằng nào nhỏ. Đây là cái phạm vi của cái hốc của mình. Quy như tìm cái sàn, nói cái sàn lên. Nhiều cô bố quá ha. Bây giờ mình sẽ gắn cái hốc vào đây. Cái hốc này không cần hướng nào hết. Bây giờ thiếu điện. Xây một cái hốc nữa trên này. Nhanh tay lên.
12 hốc hai bên rồi, bây giờ vô connector như thế này. Manager quản lý. Quản lý cái gì? Viewin bây giờ thì đã có cái móc vô rồi, đã có thể kéo được. Bấm viewin, kéo cái tọa độ trên này xuống. Giờ gỡ bỏ cái cầu này, nhấn vào cái hốc, bây giờ kéo lại đó, nó sẽ dính vô. Tiếp tục bấm như cái này, manager là cái gì, đợi mấy con kia nó lại. Mua cái này dạng như là xây đi phải không? Làm sao? Nó sạc như cái này á. Rồi ok. Rồi ơi con game đau cái đầu thiệt á. Cái gì? Độ khó gì cao cái gì? Hướng dẫn mà có độ khó nó phân theo cấp độ đó là anh em biết rồi đó. Đây là cái nhà máy điện hạt nhân của mình, nó đang thiếu thốn tài nguyên. Tài nguyên bây giờ của mình là đang bị thiếu cái gì đó. Cái cần để xây những cái này thì nó cần những cái thứ này. Cho nó lên 30 luôn hả? Bây giờ là những cái tài nguyên của mình,
cái kho là 99. Mình có thể đào ra ba cái quặng này, nhấn vào đây. Mình có thể tìm hành tinh bằng cách cái radar, nhấn vào can. Cái này là cái gì chả biết nữa. Cái này chắc là con tàu mình cứ đi để thám hiểm tìm cái tài nguyên ở gần đó. Khi mà cái đầu tự động được mở khóa, mình có thể bui được cái nhà này. Cái nhà này tên là cái gì? Auto Gear Gift nè, Cargo gì nữa nè, để cho nó tự động đào các khoáng sản. Giờ hãy thử cài đặt một cái con Auto Gift. Mình có thể quản trị cái này. Chơi con game này nó khó hơn game giải đố của tôi nữa. Cái này là cái quái gì nè? Cái này dạng như cái bộ thu tài nguyên vậy đó. Cái này giống như cái bộ thu tài nguyên. Tuy nhiên thì nó rất là chậm và tốn nhiều năng lượng mình thôi. Cái bộ thu tài nguyên này thường nó có hiệu quả trong mà lúc có những lúc cái bão bụi. Trong khi cái lò năng lượng thì sử dụng những cái miếng thép để đốt ra lấy nguyên liệu nóng chảy. Nói chung là còn tùy tình huống mình nên tối ưu cái nào nữa. Cái tài nguyên gần cái cho cái nhà máy hạt nhân đó là cái nút leo xeo gì đó, gần những thứ này. Khi mà mình sản xuất cái miếng thép này á thì không cần năng lượng cái hết luôn. Chúng ta có một vài uranium nhưng không phải trong nước. Bộ Codex thì nước thì nó ghi cái này. Rồi, lần này là coi như xong. Chả hiểu gì hết. Gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Không có mức dễ hơn á, chỉ có mức cân bằng thôi. Trái đất thì to này nên những cái nhà thám hiểm cho mình để đi xuyên qua vũ trụ để tìm kiếm một cái ngôi nhà mới. Mình thì đang ngủ đông là NCN trong cái NCN này. Xin chào những cư dân, tôi là cái ship OS, một cái trí tuệ nhân tạo điều khiển cái con tàu này. Thì đã thất bại trong cái quá trình này nên sẽ mà Trigger đánh thức một cái người đang bị bất tỉnh lên thôi.
Đây là cái bộ não của con tàu, gọi là máy tính tàu, nơi mà nó chứa tất cả cái neuron kết nối với cái này thôi. Để đây đi, Gobo thì không cần con người. Bây giờ mình phải bảo vệ cái lỗi này bằng mọi giá luôn nha, bằng mọi giá luôn, kể cả khi nó vi phạm cái định luật đầu tiên của là Asimov. Anh em nào đọc tiểu thuyết này là mấy cái sách khoa học viễn tưởng rồi chắc biết cái luật Asimov này. Một Gobo không thể gây hại cho con người hoặc là gây mà làm cái gì đó cho con người tổn thương gì đó, tức là mình có thể bảo vệ cái lỗi này mà có tiêu diệt nhân loại luôn cũng được đó. Cái này nó quan trọng hơn, trông giống như là ai đó đang sống sót đây hả, để mắt lên những cái công nhân của mình, ưu tiên cái sự sống. Có 782 người đang ngủ đông trong cái mà bả tỉnh này, cái dãy tỉnh này, thì cái hệ thống duy trì sự sống của mình đó thì phải cần có cái nguồn năng lượng cho nó. Bây giờ thì bôi cái hệ thống đó hả, nếu mình bôi cái mà bộ điều khiển kết nối trước á, chữ nhiều quá à. Nếu mình bôi cái bộ xây dựng điều khiển cái cầu kết nối này, chạy thêm một cái bộ đẩy lên nó, thì mình có thể đi đến các hành tinh ở gần hơn, các hành tinh ở gần, và sử dụng cái tàu con thoi để đưa cuộc thám hiểm đi bắt đầu đào cái khai thác cái tài nguyên trên hòn đảo đó. Chúng ta có thể thiết lập một cái mà kết nối đào cái đường ống tài nguyên đó về con tàu của mình, lấy cái vật liệu để sửa tàu là chính. Có nhiều cái mảnh vỡ ở gần đây nè, cái này là cái mảnh vỡ con tàu của nó, nhìn giống như cái bộ động cơ quá không. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyến du hành xuyên thời không bằng cách tìm lại cái này. Bây giờ cái hướng dẫn sơ bộ nhanh này đã hoàn thành, cảm ơn vì bạn đã kiên nhẫn tham gia và học hỏi. Cần cái gì thì bấm vô cái lớp mà Codex Overlay này để hỏi thêm. Thỉnh thoảng thì cái hệ thống mà SIBOS này sẽ đưa ra cái gợi ý cho mình để làm theo, để mắc đến cái danh sách sự kiện đó. Bây giờ trước mắt á, thì mình xây cái bộ sạc cho những con Gobo đã. Này để đâu đây? Để đây á. Cái bộ sạc con Gobo ở nằm đâu? Bây giờ chưa có điện cho cái cục pin này nữa. Nó phát hiện cái bộ nâng cấp cho cái hệ thống điện gì đó, nhấn phím B để tìm, nhấn Y sao nữa đấy à. Ủa cái quét của mình đây, này sao không có điện ta?
Hướng dẫn nãy sao quên mất tiêu giờ này. Xây được cái lò đốt điện. Manager bấm vô đâu á? À đây phải không? Không phải. Bấm vô cái chỗ nào mà cho nó chọn tài nguyên ra nó xài đó. Đây. Bây giờ mình phải kết nối điện với nguyên cái khu dưới này luôn. Cái chỗ ngủ đông hồi nãy ở đâu? Ở dưới này mà. Gì có thằng hẹo nào ở đây rồi đó hả? Trời ơi ba kêu ra đi vậy. Cái gì? Con này nó đòi ăn, phi đít nó đòi ăn dữ rồi.
Ơi, cái gì mà liên tục vậy? Cái máy chủ của mình đâu rồi? Đây. Mấy Google mình đâu mà không đứa nào đi sấy cho anh ta. Đi đâu vậy? Sau này nó không có điện. Sập nguồn à. Bây giờ cho nó sống cái đã. Bùi rồi nè. Khi mình bôi lên cái vật thể nó sẽ tự dọn dọn cái tài nguyên đi rồi bôi. Bây giờ tạo ra 10 miếng thịt cho nó đã.
thằng này sập nguồn liên tục đó. Còn y sát nó lấy hàng nó đem đi đâu đây? Thằng này nó ngủ đứng luôn hả? Trời ơi ông này. Bây giờ xây cho nó cái máy nước và cái toilet. Đuổi này ra đi. Trời, nó xây lên thằng Philip luôn rồi. Cái đỏ đỏ là cái gì mà nó cứ theo mình hoài ta? Nào. Nó ăn đi chứ bay. Nấu 10 cái thì nó là xong cái này. Bây giờ mình gói cái này. Bây giờ nó vẫn đang sản xuất thôi. Bây giờ qua cái này rồi. Quy
Ủa quỷ, cái này quỷ sao ta? Cái quái gì đây trời, thôi không coi đâu, nhức đầu á, xem sao nó chạy được thôi. Copy butter đúng không? Win nè. Bây giờ sao cho cái này nó chạy điện được nào? Hồi nãy bấm đây bấm sao ta? Trong này nó vẫn không có điện. Này nó bị gì ta? Nó có bị quá tải hay là cái gì đâu? Thằng này cũng vậy luôn mà. À, lũ đạn cái cửa ở trên nó báo, mày tưởng cái này nó báo đồ mặn game.
Này thì đốc đo nè, cho chim cút luôn. Hết pin thì đi sạc đi chứ. Bôi quanh và cái sàn để tạo ở gần cái khu mà này. Một phần cái gum này ở đâu ta? Thấy không? Này đồ quái gì ta? Sao mấy này nó không xây tường đi? Trời, nó để dấu bánh xe luôn nè. Nó lại thủng chỗ này vậy.
Cái này là cái máy quái gì đấy? Không ai dời cái xác này đi được hả? Gắt thế này úp làm sao ta? Không hiểu lắm. Hình như là không có đường cho con Gobo mình nó đi qua thì phải. Với lại cái phòng này cũng đang kín nữa. Community. Thiếu ba cái test. Thank you.
Teleport là đi đâu vậy? Bị gì mà nó không vui ta? Bây giờ mình xây cửa được rồi đó. Mày nó đang sản xuất cái gì đấy? Tiện chứ ít là cái gì? Sống xây đi. Ừ.
Nó bị lóc đường đến vật liệu là sao? Ủa thằng này nó bị kẹt ở đây hả? Ơi đi làm sao mà bị kẹt không biết nữa. Nó xây xong rồi nó bị kẹt ở đây. Xe nó sắp liệm còn 1900 pin rồi. Đi sao mà nó kẹt tới chỗ này không biết nữa. Nó làm cái gì mà nó múa nãy giờ nó không xây cho ta. Coi giờ đi xem. Lũ đạn anh xem này, nãy giờ làm chậm tiến độ công việc biết bao nhiêu.
Bây giờ làm cái gì nữa giờ?
Làm sao vậy? Hãy chọn vấn đề là cái lò phản ứng nào. Đấy hả? Trời ơi, nó nhiều. Bây giờ làm sao có cái này nè? Nó hơi ghi tại gấp tại cái này. Nhưng mà không biết chỉnh sao. Basic data harvest. Gấp được cái test data thôi.
Giờ làm sao vui thế này ta? Bây giờ tôi vẫn không biết bui cái này nó ra làm sao luôn. Đây, giờ mua được rồi nè. Cái này dạng như cái nhà kho của mình đó.
cho nó nghĩ vậy rồi đó. Cái này nó không đem đi đâu ta? Gái nữa. Bởi này nó chạy xong rồi đúng. Ok, 2 tiếng rồi. Chắc hôm nay ngừng ở đây thôi anh em ơi. Mới 2 tiếng mà chưa có đâu vô đâu chứ lắm. Coi coi hướng dẫn anh tiếng mấy rồi. Đây, ship đi. Hôm nay
2 là 2312. Rồi, ok. Bye bye anh em. Game rất là thú vị, có thời gian chơi tiếp nhưng mà nó phức tạp quá à.